Thưa quý vị, cơ quan CDC Hoa Kỳ khuyến cáo ngừng sử dụng thuốc nhỏ mắt Esricare sau khi một người tử vong và hàng chục người mất thị lực. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi một trường hợp mất thị lực vĩnh viễn do có ít nhất 55 ca nhiễm trùng và đã có một người tử vong do nhiễm trùng máu. Hầu hết những người bị nhiễm trùng đã sử dụng ít nhất một trong số hơn 10 nhãn hiệu nước mắt nhân tạo và phần lớn những bệnh nhân này đã sử dụng sản phẩm của Esricare. Kể từ ngày 20 tháng 1, hơn 50 người trên 11 tiểu bang, bao gồm California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah và Washington đã có kết quả xét nghiệm dương tính với một loại vi khuẩn đa kháng thuốc có tên là Pseudomonas seruginosa. Vi khuẩn Pseudomonas seruginosa có thể gây nhiễm trùng máu, phổi hoặc là vết thương đang trở nên khó điều trị hơn vì nó đang phát triển các cơ chế bảo vệ chống lại thuốc kháng sinh được gọi là kháng kháng sinh. Theo CDC, vi khuẩn này thường lây lan sang những người trong bệnh viện hoặc là các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác khi họ tiếp xúc với nước hoặc là đất bị ô nhiễm nơi vi khuẩn thường sinh sống. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm trên một số chai thuốc nhỏ mắt, AsriCare đã mở nắp đã phát hiện một loại pseudomonas aeruginosa khác. CDC cho biết vi khuẩn trong các chai đã mở nắp có thể do nhiễm bẩn trong quá trình sử dụng hoặc là trong quá trình sản xuất. Thử nghiệm trên các chai chưa mở nắp hiện đang được tiến hành. Hãy ngừng sử dụng nước mắt nhân tạo EzriCare để đề phòng. Trong khi chờ đợi thì cơ quan CDC khuyến nghị các bác sĩ lâm sàng và bệnh nhân ngay lập tức ngừng sử dụng nước mắt nhân tạo EzriCare cho đến khi hoàn tất điều tra dịch tễ học và phân tích trong phòng thí nghiệm. Cơ quan CDC cũng khuyên người tiêu dùng hãy ngừng sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt Esri Care này và yêu cầu các sản phẩm thay thế nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ khuyên dùng Esri Care. Vào ngày 24 tháng 1, công ty Esri Care cho biết CDC đã không yêu cầu công ty thu hồi sản phẩm và họ đã không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của người tiêu dùng hoặc là báo cáo tác dụng phụ liên quan đến cuộc điều tra để hết sức thận trọng thì SG Care khuyến nghị mọi người nên ngừng sử dụng bất kỳ phần nào của sản phẩm SG Care Artificial Tears Lubricant Eye Drops cho đến khi công ty này biết thêm chi tiết về bất kỳ mối lo ngại tiềm ẩn về an toàn khi sử dụng. Công ty cho biết loại thuốc nhỏ mắt này được sản xuất tại Ấn Độ và chúng tôi hiểu rằng sản phẩm tương tự cũng được bán trên thị trường dưới các tên thương hiệu khác. Nhà sản xuất Global Pharma Healthcare Pvt Limited đang làm việc với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ về việc thu hồi as we care jubby